Một người bán hoa bị bắt vì mang dao tỉa cành. Một người đàn ông đi bán hoa, cây cảnh đã bị bắt giữ, bị còng chân và có nguy cơ bị phạt 8 triệu đồng. Vào 2 giờ sáng ngày 23 tháng 12, anh Vũ Viết Ngọc đã bị lực lượng 141 Hà Nội bắt giữ và bàn giao lại cho công an phường vì hành vi tàng trữ vũ khí thô sơ. Trong suốt thời gian bị giam tại trụ sở công an phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, anh Ngọc, 36 tuổi, cư ngụ tại phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã bị còng chân. Đến 17 giờ chiều, anh Ngọc mới được tháo còng chân cho về nhà. Tuy nhiên, công an phường Yên Phụ vẫn tạm giữ giấy tờ xe, chứng minh nhân dân, bằng lái và chiếc xe của anh Ngọc và hẹn hôm nay, ngày 24 tháng 12 đến làm việc. Anh Ngọc cho biết, gia đình anh buôn bán hoa cây cảnh, hàng ngày vẫn thường lấy hàng từ Hà Nội và chở trong đêm về thành phố Uông Bí để kịp mở hàng vào sáng sớm. Vào đêm qua, khi lấy hoa xong, đi qua phường Yên Phụ để về nhà, thì xe của anh bị lực lượng 141 chặn lại. Qua kiểm tra, họ phát hiện trên xe có một con dao, nên đã tạm giữ anh Ngọc và tài xế cùng với chiếc xe, bàn giao cho công an phường Yên Phụ. Cũng theo anh Ngọc, người lái xe sau đó đã được công an thả ra vì không có liên quan đến con dao, còn anh Ngọc và chiếc xe bị giữ lại. Cũng theo anh Ngọc, con dao mà công an phát hiện trên xe là loại dao tông dài 55cm, được anh dùng để chặt, tỉa cành lá, cây hoa cho gọn trước khi chất lên xe. Anh Ngọc đã giải thích, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, giấy tờ xe, nhưng công an không nghe và nói anh tàng trữ vũ khí thô sơ nguy hiểm, nên ấn định mức phạt là 8 triệu đồng. Một số tiền mà anh Ngọc nói rằng quá lớn đối với một người bán hoa như anh. Ngoài ra, chiếc xe của anh có thể bị tạm giữ đến 30 ngày.